Đây là cảnh chiều hoàng hôn trên đây là đây là sông hay là suối? Ở đây suối Yến là suối to này à? Yến, ta về đây. Hai đứa kia nó giảm béo này. Cà phê chị ơi. Các em có giảm béo này, xem đây chị này nhá. Quay video rồi để tôi nói. Đang quay đây. Tí nữa up lên. Các em có giảm béo, nhìn hai chị kia nhá. Đấy. Mấy chị em muốn làm đẹp là giảm béo là bơi trèo đấy. Đây là cảnh hoàng hôn. Hoàng hôn trên suối Yến. Năm trăm. Đấy, bây giờ là 500 rồi. Núi Vai Phục. 1 bằng 11. Đúng rồi. Núi Vai Phục. 1 bằng 11. Nghĩa thả thông. Ở dưới này ngày phóng sinh mà mấy ông mang cá sấu ra thả là ngon đấy. Lúc đấy là bảo ông có trả tiền hay không. Đây là Mỹ Đức Hà Tây cũ Hà Nội mà có cả miền Tây này. Đấy, giống chợ nổi chưa? Ai qua Tiền Giang xuống Phà Mỹ Thuận, ai đi Hồ Giang đến Bắc Cần. Ở trong bài hát là Mỹ Thuận, còn đính chính đây là Mỹ Đức nhá. Anh đi miền Tây chưa? Em làm hai cua rồi chán rồi chẳng muốn đi nữa. Thì cứ đi cho biết. Đi miền Tây không thích mà đi vào Tây Nguyên sướng hơn. Đi miền Tây sông nước nhưng mà đi vào Tây Nguyên sướng hơn. Đi Tây Nguyên là bác uống cà phê. Bác không quen là bác thức cả tuần. Đấy, như Vai Phục rồi. Em xin mua thế đấy. Chờ vào đi chơi thôi là bỏ từ sân nó lấy tiền cho. Hay là mình lấy tiền của là bỏ từ sân sức khỏe của ở Mỹ Đức này thì khác với miền Tây là miền Tây bán hàng sông nước là người ta có cái bẹo để treo đồ lên. Rồi ai muốn mua cái gì là người ta lấy cái cây bẹo đấy người ta bỏ xuống. Thằng kia chào nhanh lên, khách cho bố mang con bò chợ kìa. Duy ơi, cái thằng áo đỏ đâu, ra xa đây, cái anh áo đỏ mà mang con bò chợ kìa. Thằng kia ấy đang chờ tao không đi này. Kệ nó như khách đấy không có gì thì chả từ từ. Mày như thằng kia đi. Chị. Cho mày ăn lắm nào. Khách đến không có gì, khách thì làm gì có gì mà. Gì thì đi với chồng của gì rồi, làm sao mà gì mang đi được. À, lại đòi tiếp rồi, khổ thế.
À, tức là làm thuê chủ. Làm thuê chủ. Nhưng phải đòi nó. Vâng. Đây là khách nhìn mình nhìn nhé, khách sống nhìn đó. Nhìn cái à, đò ra là khách sạn. Đây à, nó bỏ đò bổ chủ ra. Khách thuê đó thì bây giờ, để chủ lấy hết tiền. Chúng ta lên nhiều tốt chưa, bởi vì năm này còn năm sau. Đê. Có được nhiều dài. Đê, bớ vẩn. Không, năm này nó chẳng, năm nay nó chẳng. Ê, nước có dần ngập hết các cái mô kia không nhỉ? Hết cốt đỏ. Vàng vàng. À. Mưa gì? Mưa. Thế chắc nhiều cá lắm nhỉ? Chắc chê lai chứ. Chứ chê ta làm gì được, chê ta nửa cân là to đùng. Chứ ở đây thì mùa hè thì có hết không? Mùa hè có, hết đi qua nhà mấy ít thôi anh ạ. Mùa hè có ít thì đấy là toàn tình nhân đi thôi. Nhưng mà cái lúc đấy thì mùa hè thì những người bán hàng ở trên đường đi bộ lên. Rồi hết sạch. Dạ. Dỡ hết, kể cả chương trình dỡ hết. Dỡ, khoan hết. Khoan vào mặt bằng của nhà nước. Khoan năm rồi lại đấu. Vâng, tại hàn lại trồng lại. Vâng, lại trồng lại hết. Thế là lại đắp điện, đắp đón. Có 3 tháng đầu năm rồi thôi, bắt đầu mới làm thôi đúng không? Kể cả đại trình, vâng, kể cả ứng tích. Mà xã hội mà cứ dễ hết như thế, làm lại thì ngon đấy nhỉ? Thế là, nói thế không thế đâu. Nhưng mà khách vào thì bọn chị mới tưởng vào. À không, cái trình đấy là 2003 là hết, còn cái bọn mà cứ đi về đấy, khách đi về là đi dân là anh bước chân chú đỏ đấy là chương trình địa chỉ chân số nó hỏi là mùa hè đấy. Vâng, không phải mời trả, không phải đi mời trả rồi, có đi khách đi về bên xếp số không, từ số tôi là số 5 thì đến số 5 làm rồi là về ba chỉ xếp. Nên chị thì đi làm cho vòng 100 ngày thôi. Vâng, thế thôi. 3 tháng đầu năm rồi thôi. Vâng. Thế hết 3 tháng lại làm việc khác. Cũng vất nhỉ. Câu cá nó biết được con cá chấm thôi. Không bỏ tay lên, con cá chê nó cắn nó thôi. Câu cá trả lại. Nó 25 cân, 2 cân to lắm. Bỏ tay ra chứ, nó cản nước không ạ? Không ăn cơm ở trong này mà giá như thế cũng hợp lý chứ. 300 thì trả gì đắt. Đấy, hợp lý mà. Có cái gì mà đắt đâu. Tôi tính người thế giờ chứ ai cái phương và tính chắc. Ông ăn 420 đi chứ, 300. 420 rồi, 420 rồi. Em lấy cho khách kể, khách thích ăn. Chuột à, chuột hay cái gì? Một bát rau trắng có vài cái hạt khô thì lấy 150. Anh em mình nói nhá, bác cứ vào miền Nam đi du lịch đi. Vâng. Bác vào đây là chém cho đứt đầu luôn. Còn gì nữa, sao em không biết. Em từ Gia Lai em đi xuống Bình Định mà xuống đến Hòn Khô mà có một cái dĩa, trong đấy gọi là dĩa không phải là đĩa như mình ấy. Bánh rồi, bánh bột lọc như mình là gọi là bánh bột lọc, bánh gì đấy? Bánh cuốn với kia. Ờ bánh xèo. Bánh 200.000. Một người phải ăn 5 cái đấy chưa lo. Trời ơi. Còn một suất cơm, chỉ có cơm canh đấy là 400.000 một suất. Thì Nga mới đốt tiền. Ờ thì thế. Đấy. Cướp trên dàn mướp. Không, nó đấu giá đắt đấy anh ạ.
đấu giá nó đắt. Đấu giá đắt thì buộc nó phải thế thôi. Nó cứ như Dubai, em nói anh đắt như thế còn hơn cả Dubai. Mua nó thuê để đặt, thuê được một cái điểm để bán hàng kinh doanh thì nó rất là đắt tiền. Nên buộc nó phải treo khách để lấy tiền thôi. Nó con. Cái ngu xuẩn nhất là cái luật đất đai là sở hữu toàn dân là ngu xuẩn nhất đấy. Mẹ toàn dân thì... Nhưng mà là nhà nước thống nhất quản lý. Ừ, nhà nước thống nhất quản lý. Thế là ngu xuẩn nhất. Mà mình có phải sở hữu đâu. Chủ sở hữu là nhà nước. Nhà nước sở hữu chứ. Nhưng mà nói chủ sở hữu toàn dân nói sai đâu. Không về xem cái chuyện sổ đỏ xem.